Sau khi mỗi đảng xác định một ứng cử viên tổng thống, mỗi ứng cử viên sẽ chọn một người đồng tranh cử. Sau đó, hai cặp ứng cử viên sẽ vận động quyết liệt để chuẩn bị cho ngày tổng tuyển cử vào đầu tháng 11. Vào ngày tổng tuyển cử, cử tri có đăng ký đến những điểm bỏ phiếu ở địa phương để bầu chọn tổng thống. Dù lá phiếu của họ rất quan trọng, theo nguyên tắc, tổng thống sẽ được quyết định bởi một hệ thống gọi là đại cử tri đoàn. Đại cử tri đoàn bao gồm những đại biểu được phân bổ dựa trên kết quả bầu cử ở mỗi bang. Các bang đông dân có nhiều đại biểu hơn. Các bang thư dân có ít đại biểu hơn. Để giành chiến thắng, một ứng cử viên phải giành được đa số hoặc 270 đại cử tri. Các đại cử tri sẽ bỏ phiếu một tháng sau đó, nhưng cho đến lễ nhậm chức vào cuối tháng Giêng, tân tổng thống mới chính thức nhậm chức.